Tăng sẽ trình bày theo thể từ sàn sơ nhiệm tác 20 câu với tựa đề Lưu Bình Dương Lệ, cố soạn giả Diễn Châu Hoàng Sang trình bày. Và với thành phần nhạc sĩ hôm nay gồm có nhạc sĩ Hoàng Lớn đàn kềm, nhạc sĩ Hồng Thanh đàn guitar, Quách Khang ra cỏ chu đài truyền hình HTV Trung ương và Camila Châu Văn Hải hát từ bên này và cùng toàn thể